Rồi, kính chào anh em nhé. Clip này thì theo em, anh em đừng bỏ qua, bởi vì hôm nay thì em có về được một cái cấu hình rất là hay, full của Nhật. Đặc biệt là cặp loa này thì nó phải nói là một cặp loa 1000C đẹp nhất từ trước đến giờ, cực kỳ đẹp luôn. Đây là cặp Diatone 1000C nha các bác nhé. Cặp loa quá đẹp, anh em nhìn tất cả những cái chụp niêm phong ốc còn full hết, cực kỳ đẹp, 2 bát 20. Dòng Diatone 1000C này phải nói là một cái dòng loa thiết kế nó rất là đẹp, hài hòa mà nó rất là kỹ, hàng nó kiểu gấu ấy các bác. Cặp này em đã từng cho anh em xem nội thất rồi, cặp này thì thôi em không tháo ra nữa mà chỉ quay tổng thể cho các bác thôi nhé. Và cái cấu hình hôm nay em sẽ ghép với cả một chiếc âm ly Sansui đi. Một em Sansui em đã bật sẵn rồi, thì em sẽ test cho bác nghe một chút nhạc. Em Sansui 3.7DG. Em này thì nó cũng có một cái mà rất nhiều anh em thích. Thứ nhất, nó là mặt gương. Anh em nhìn nhé. Đó, mặt gương, soi gương được luôn. Và cái hay nữa là nó có giải mã. Đó, điện 100 nhá. Đấy, có giải mã nhưng mà clip này em vẫn sẽ test từ nguồn phát là iPad thôi. Đấy. Và cấu hình này thì đều là của Nhật hết nhá. Âm ly điện 100 này sản xuất tại Nhật. Đấy. Cặp Diatone 1000C cũng sản xuất tại Nhật. Dùng cho nội địa Nhật. Đấy, full bộ của Nhật. Đấy. Và bây giờ em sẽ test một đoạn ngắn cho anh em nghe nhé.